nó muốn ra nữa kìa các bạn, nó muốn ra nữa kìa, kìa kìa, đó đó đó, thấy chưa. Mình xin chào các bạn quay lại quá trình heo đẻ của mình nha. Hôm nay thì mình có một con heo nó chuẩn bị đẻ nè các bạn, để mình quay cái bụng nó cho các bạn xem nè. À, con heo này cái bụng rất là to luôn, các bạn thấy nó ngồi mà cái bụng nó vậy không, một tí nữa nó nằm còn dữ nữa các bạn. Con heo này là cái con đờ hết TN70 hai máu nha, con của nó là ba máu. Rồi mấy đàn bên đây á, là đàn này là đàn ba máu, con của nó là bốn máu nè, là F4 rồi đó. Con này á, là heo thịt, rồi mình thiếu heo mình để lại, nó đẻ được 5 con các bạn. Rồi bây giờ quay trở lại với con này á, một tí nữa nó đẻ thì mình sẽ cập nhật tình hình cho các bạn xem nha. Bụng nó quá trời luôn. Con heo này á là mình đón dao động là từ 15 đến 18 con nha các bạn. Theo các bạn thì con heo này được bao nhiêu con nha. Bây giờ ở đây con heo mình nó mới đẻ ra con đầu tiên nè các bạn. Mình mới vừa ra là vừa bật camera lên là nó ra luôn nè các bạn ơi. Con đầu tiên này thì cũng vừa vừa chứ không to lắm các bạn, nhưng mà bụng heo thì bụng to lắm nha. Ở đây thì các bạn đoán với mình xem là con này được bao nhiêu nha. Mình đoán là nó trên 15 con nha các bạn. Bụng này to lắm, bụng này casino luôn. Đây con đầu tiên nha. Rồi heo của mình vừa đẻ ra con đầu tiên các bạn. Nó đẻ thì cũng vừa heo, nó không lớn không nhỏ. Heo này là heo đờ hết ba, heo đờ hết hai máu TN70 nha. Cái dòng heo này á, là đánh giá trung bình á, là 15 con trên lứa. Heo của mình là khả năng là con này đẻ trên 15 con. Các bạn nhớ đón xem hết clip của mình là xem con này nó đẻ được bao nhiêu con nha. Rồi ở đây mình cập nhật tình hình cái con thứ nhất cho các bạn xem nè các bạn. Đây con thứ nhất này là nó vừa heo chứ nó cũng không có to không có nhỏ nha các bạn. Nếu mà trong đàn mà nó đẻ giống vậy luôn, đảm bảo các bạn là nó khoảng 17-18 con là chuyện bình thường nha. Bụng này là bụng to lắm, bụng cực kỳ to luôn. Tao đi một vòng nè, nó nằm xuống nó còn đội dữ nữa. Nó đứng mà hai bên hông nó đội vậy rồi, nó nằm xuống cái bụng nó còn dữ nữa các bạn. Rồi bây giờ nó nằm xuống nè, mình quay cho các bạn xem nè. Các bạn nhìn thấy cái bụng nó đội hai bên không? Quá trời bụng luôn nè. Con này là con hai máu đờ hết TN70. Nó là hai máu, nó đẻ ra là con ba máu nha. Còn mấy bầy bên đây á, là con này là F3, bầy theo con là F4 rồi. Ở đây là cái đàn heo thịt của mình nè các bạn. Cái bầy này á, là nó được 25 con nha các bạn ơi. Bây giờ nó dao động mấy con nhỏ nhỏ chắc 20kg, còn mấy con bự thì chắc cỡ 30, hơn 30 rồi. Chiều nay mình chuẩn bị cho heo đẻ, mình chưa có dội bên cái ô bự bên đây nè. Ô bự bên đây được mười mấy con thôi, nó cũng vô trăm rồi đó, có con chín mấy, có con trăm lẻ mấy rồi. Bên đây là mình được 15 con. Mình đang kêu lái là giá 59 nha, để lái sắp xếp ngày thì lái bắt nha các bạn. Rồi heo mình chuẩn bị ra con thứ hai nè các bạn. Ồ con thứ hai quá trời luôn rồi, nó dính cái màng nhớt màu vàng luôn các bạn ơi. Heo màu trắng mà dính màng nhớt màu vàng luôn nha. Con thứ hai thì so sánh với con trong đây thì nó cũng không có chênh lệch các bạn, nó cũng tương đương với nhau thôi. Con thứ hai là nó nhỉnh hơn tí xíu thôi các bạn. Rồi bây giờ mình để mình lau chùi, mình buộc cuốn nó, mình thả vô chung với con này nha. Ở đây mình cập nhật cho các bạn xem con heo mình nó mới vừa đẻ ra con thứ ba nè các bạn. Mình mới vừa đi vô nhà lấy đồ ra là nó đẻ rồi. Đó là con thứ ba nha, dây cúng vẫn còn luôn các bạn ơi. Trong đây là hai con xanh trước nè. Rồi bây giờ mình sẽ lau chùi con thứ ba này rồi mình để chung với hai chung với đàn của nó nha. Đó. Con thứ ba này thì nhỏ hơn hai con đầu mà bụng to lắm các bạn. Rồi heo mình vừa ra con thứ tư luôn nè các bạn. Vừa đầm xuống là đẻ liền luôn, không kịp quay cho các bạn xem luôn nè. Con thứ tư này vàng giống như con thứ hai nãy các bạn ơi. Để lau chùi nó các bạn ơi, nó nằm sát quá. Rồi hiện tại là heo mình được 4 con nha. Phải mà ra nguyên con heo vàng luôn thì đỡ biết mấy. Mà vàng là vàng đóng của con heo mẹ, nó đóng lên con heo con nó vàng nha. Rồi heo mình á là ngày đẻ của nó là 20 tháng 3 nè. Hôm nay là ngày 21 rồi. Để mình lau chùi con này đi rồi mình quay tiếp cho các bạn xem. 4 con rồi, bụng còn to lắm. Bụng này chắc 17-18 con.
Ê, mình vừa bỏ điện thoại xuống, mình tính đi lau chùi cái con đó. Cái con trong này nè, là cái con thứ năm nè, nó ra luôn nè, đè lên con đó, đẩy ra ngoài luôn nè. Con thứ tư này còn dây rúng dính đó nè, rồi con thứ năm cũng còn dây rúng dính luôn, các bạn nhìn đầu ngón tay mình nè, đó, hai con vẫn còn hết nha. Rồi bây giờ mình lau chùi hai con này, mình để vô đi, để lượt hai con luôn. Heo mình con thứ sáu ra nè các bạn, con nào cũng vàng hết trơn á. Rồi hiện tại là 6 con nha, trong đây là 5 con nè, 2, 4, 5, ngoài này con là 6 con nè. Nãy giờ đứng lên nằm xuống, nằm xuống cái là con này ra luôn các bạn ơi. Con thứ 6 mình vô cho vô chung đàn với nó nè các bạn. Đó, 6 con nha. Bầy bên đây thì mới bú xong, bây giờ lăn qua nằm ngủ nữa rồi. Chuẩn bị ra con thứ 7 nè các bạn ơi. Đó, con thứ 7 nha, con nào cũng vàng hết các bạn. Để bây giờ mình lau chùi con này đi, quay tiếp cho các bạn xem thử nha. Rồi các bạn ơi, ở đây thì mình có một vấn đề nhỏ mình xin lưu ý với các bạn nè. Đối với trường hợp con heo của các bạn đang sinh mà vú của nó to, nó nhiều sữa. Ở đây mình sẽ quay cận cảnh lại cho các bạn xem nè. Sữa con heo mẹ nó tự chảy ra, là sữa con heo mẹ nó rất là nhiều luôn. Khi đó các bạn mà đẻ ra được bao nhiêu con thì các bạn cứ thả cho nó bú bao nhiêu con. Các bạn để lâu nữa, rồi một tí nữa cái bầu sữa của con heo mẹ nè nó to lên, nó cứng lại, giống như là nó sốt sữa hoặc là nó bị viêm vú á, là nó không cho con heo con bú, con heo con không bú được là nó rất là yếu nha. Tại vì con heo mẹ sữa nhiều thì nó cứ tiết sữa ra ngoài thì nó sẽ dễ làm cho con heo mẹ nó bị sốt sữa và nó bị viêm vú. Nên các bạn đẻ ra được vài con thì các bạn cứ cho nó bú qua nước này đi. Còn mà các bạn không cho bú á, thì các bắt buộc các bạn phải nặn sữa bỏ để cho con heo mẹ nó dễ chịu, cho sữa nó ít lại. Rồi nó đẻ ra một con luôn các bạn ơi. Rồi bây giờ mình xin lưu ý với các bạn như vậy nha. Rồi bây giờ để mình lau chùi cái con nó mới đẻ ra đi. Nó mới đẻ luôn. Mình ngồi đây mà nó đẻ cái bạch cái gì á. Đây mình cho các bạn xem nè, nó mới đẻ nè. Nó dăng cái bạch heo con ra luôn nè, nó. Để mình lau chùi cái con này nha. Đẻ ra con nào cũng to hết á. Rồi mình cho con này vô sọt nha các bạn, con này là con thứ 8 nha. Hiện tại là heo của mình được 8 con rồi, nó được 8 con mà các bạn coi kìa, cái bụng của nó to rất là to luôn. Rồi bây giờ là mình sẽ thả mấy cái con kia ra cho nó bú trước, sữa nó chảy quá nhiều rồi, để lâu quá là nó bị viêm vú hoặc là nó bị sốt sữa là con heo mẹ nó khó chịu luôn đó. Mình mới vừa thả đàn heo của mình ra cho nó bú nè các bạn, 8 con nha, vẫn còn nha các bạn, 8 con này là nó mới đi được nửa đường thôi nha, chưa hết đâu nha. Trong bụng nó còn từ 8 đến 10 con nữa chứ chưa có hết đâu nha. Đây là sữa mẹ nó nhiều rồi, mình sợ nó bị sốt sữa với viêm vú á thì mình mới đem ra là cho cái đàn này nó bú trước thôi. Một tí nó bú no thì mình nhốt lại, mình cho những con đẻ sau á là cho nó bú sau nha. Con này chắc mát sữa các bạn ơi, con này nhiều sữa lắm. Đàn bên đây 13 con nè mà nó đè con nhỏ rồi. Rồi các bạn chờ một tí nữa xem là nó đẻ được bao nhiêu con nha các bạn. Chuẩn bị gặm nữa các bạn ơi. Nó nằm mà nó chuẩn bị gặm ra nữa rồi đó. Để coi coi là có con nào nữa hay không nè. Nó đang gặn nữa kìa các bạn ơi, nó đang gặn nữa kìa. Rồi để mình dời cái camera qua để cho các bạn xem nha. Sắp ra rồi, sắp ra rồi. Ra gần tới rồi. Rồi ra nè các bạn ơi, ra nè, con thứ 9 nè các bạn. Ồ, con nào cũng vàng hết các bạn ơi, con thứ 9 nha. Rồi để lau chùi con thứ 9 này rồi để vô sọt giữ ấm đi, rồi một tí nữa 8 con này thì mình sẽ nhốt lại nha các bạn. Được 9 con rồi. Rồi heo mình mới vừa đẻ ra con thứ 10 nè các bạn. Đây là con thứ 10, dây rúng vẫn còn dính mẹ nó luôn nè. Bây giờ để mình lau chùi con này rồi mình để vô sọt giữ ấm cho nó đi nha. Đó, dây rúng vẫn còn luôn nè. Được 10 con rồi các bạn ơi. Các bạn chờ xem hết clip xem là nó được bao nhiêu con nha. Nó mới vừa ra một con nữa là con thứ 11 luôn nè các bạn. Hai con dây rúng vẫn còn luôn nè. 11 con rồi.
Nãy giờ hai lần là sinh đôi hai lần rồi đó các bạn ơi. Đó, tổng là 11 con rồi nha. Hai con này đẻ một cặp luôn. Rồi bây giờ để lau chùi hai con nó buộc cuốn đi để vô sọt giữ ấm chung với con thứ 9 này. 9, 10, 11, 11 con ở ngoài bú 8 con. Ôi con này bây giờ nó đẻ nhanh quá trời luôn các bạn. Bây giờ là con thứ 12 rồi nè. Con thứ 12 này để lau chùi nhanh mới được. Con này khúc đầu nó đẻ chậm, khúc cuối đẻ nhanh quá các bạn ơi. Trong đây là trong sọt mình là bây giờ là 4 con để trong sọt nè, với 8 con bú ở ngoài là 12 con rồi đó. Rồi, con này con thứ 13 vừa ra luôn nè các bạn. Con 11, 12, 13 là to hơn những con đầu luôn. Con này các bạn nhìn xem cái con mà mới đẻ ra với cái con mà mấy con đang bú nè. Con mới đẻ ra là to hơn nha các bạn. 13 con rồi các bạn ơi. 13 con mà vẫn còn, bụng nó vẫn còn đội. Chân chỗ đầu ngón tay của mình là chỗ này nè, là nó vẫn còn đội nha. Còn nhiều nữa. Rồi hiện tại là 13 con. Các bạn chờ hết video là xem được bao nhiêu con nha. Xem là bạn nào nói đoán đúng nha. Rồi con 14 ra luôn nè các bạn ơi. Con 14 này cũng to lắm. Con 14 này to giống như con 13 vậy đó. Con nào đẻ ra nó cũng có cái bọc vàng ở ngoài hết chân á. Nãy giờ bật camera lên quay từ đầu luôn mà quay không kịp các bạn. Nó vừa ngoắc ngoắc cái là nó ra luôn. Ngoắc ngoắc cái là nó ra luôn à. 14 con rồi. 2, 4, 5 con. 5 con với ở ngoài này con mới đẻ là 6 con nè. 6 con với 8 con cho bú được đầu đó là 14 con nha. Gán đi. 4 con nữa là đủ 18 con. Nó muốn ra nữa kìa các bạn. Nó muốn ra nữa kìa. Kìa kìa. Đó, đó, đó. Thấy chưa? 15 con luôn các bạn ơi. Nãy giờ 3 lần sinh đôi, 2 lần 2, 2 cặp rồi, 3 cặp rồi. 14 con nha. Rồi 15 con các bạn. Cái con mới ra đó là 15 con rồi. Đến thời điểm bây giờ là heo của mình đẻ được 15 con rồi các bạn. Mà nhưng mà mình chưa sử dụng đến oxytocin nha. Bây giờ nó đang gặn con thứ 16. Đợi ra con thứ 16 này ra xong thì mình sẽ tiêm cho nó 3C oxytocin nha các bạn. Mỗi khi mà heo của mình nó sanh á thì các bạn dùng 3C oxytocin là đã đủ tác dụng kích thích tử cung nó để co bóp để nó đẩy ra ngoài rồi. Các bạn đừng có chích nhiều nó co bóp nhiều thì nó mệt nhiều. Chứ đối với trường hợp mà con heo nó đẻ nhiều gì nè, tầm 15 đến 18 con mà mới đẻ một hai con đầu là các bạn sử dụng thuốc rồi. Thì nó tử cung nó co bóp thì con heo nó sẽ mệt, mệt bắt đầu là con thứ 14, 15, 16, 17, 18, 20 đầu đổ đi á là nó mệt, các bạn nó không có gặn được thì các bạn phải sử dụng thuốc liên tục thì mới đẩy con heo con ra được nha. Các bạn lưu ý về vấn đề sử dụng thuốc nha các bạn. Đó, con thứ 16 ra nè các bạn. Con này thì trắng không có bọc vàng nha. Các bạn lưu ý với mình, các bạn giúp mình lưu ý là oxytocin nha. Oxytocin các bạn nên để cho nó đẻ tự nhiên đi. Khi nào mà đẻ chậm mà nó gặn không nổi nữa thì các bạn hãy tiêm. Các bạn đừng có lạm dụng thuốc để làm cho con heo mình nó mệt, nó sanh chậm. Nhưng mà nó mệt sinh đến lúc mà con heo nó đẻ xong á, qua mấy ngày sau con heo nó mệt lắm các bạn. Nhầm con là nó không ăn mấy ngày luôn á. Rồi con thứ 17 vừa ra là con heo bông các bạn ơi. Con thứ 17 nha, con bông nè. Điểm nhấn luôn con thứ 17. Coi bụng này để xem coi đón là còn một con nữa, coi gán là được 18 con không. Mình đón là vẫn còn đó các bạn. Tại vì hồi đẻ hồi đầu mùa tới giờ á là nó trở về bên kia là đẻ 3 con, nó quay quanh đây là nó đẻ thêm nữa là tổng là 17 con. Nó phải đẻ một hai con nữa thì nó mới hết nha. Con thứ 17 nha. Con heo các bạn nhìn thấy bụng đẻ ghê không? Mình mới vừa đẻ con thứ 18 luôn nè các bạn. Quay cận cảnh lại cho các bạn xem nè. Con thứ 18 nè. Mới vừa đi rửa tay, lấy cái ghế để ngồi, chưa xong nữa thì quay lại là thấy nó ra rồi. Mình lúc nãy khoảng 10 phút trước là mình đã tiêm cho nó là 2C oxytocin nha. Oxytocin mình để trong nhà, mình làm bí nhiêu lấy. Mình có cái ống oxytocin của người á, mình rút hai ống luôn, chích cho nó 2C. Rồi hiện tại heo mình là được 18 con nha các bạn. Mong là nó còn một hai con nữa thì mừng nha các bạn ơi. Rồi cái đàn này á là bắt đầu từ ngày chiều mai, bắt đầu ngày mốt là mình sẽ tập cho nó uống sữa. Mình sẽ quay cập nhật tình hình mỗi ngày cho các bạn xem để các bạn tham khảo, cho các bạn xem thực tế là mình tập cho heo con ăn sớm để các bạn không tin. Heo con của mình tầm 2 đến 3 ngày là uống được sữa. Ví dụ như cái bầy này nhiều
heo con của mình á tầm 1 đến 2 ngày là đã uống được sữa rồi, tầm ngày thứ hai ngày thứ ba là có thể bỏ cám tập ăn vô cho nó ăn luôn các bạn. Đến ngày thứ 10 hoặc là ngày 14 là heo của mình nó đã ăn cám gành hết rồi. Đến ngày 17, ngày 18 là các bạn muốn tách bầy là có thể tách được luôn. Nó đã ăn gành rồi, các bạn cứ yên tâm vấn đề đó. Đối với trường hợp mà cái bầy này nè, mẹ nó đẻ con ít sữa nhiều thì nó ăn biết ăn trễ. Còn cái đàn này là mẹ nó đẻ con nhiều quá là sữa mẹ nó cung cấp không đủ là bắt buộc phải uống thêm sữa ngoài và nó ăn thêm cám tập ăn. Nên nó biết ăn rất là sớm luôn, là tách bầy sớm cũng được luôn nha các bạn. Coi nè các bạn, đàn này nó bú xong ngủ nè. Rồi đàn bên đây 8 con đợt đầu là mình cho nó bú xong, bây giờ là mình nhốt lại rồi nè. Rồi 10 con đẻ sau nè, bây giờ là mình thả cho 10 con này nó bú xong đi. Nó bú thiệt là no luôn, rồi bắt đầu mình 8 con cái còn lại đó, mình thả ra cho nó bú chung luôn. Hiện tại là heo của mình nó đẻ được 18 con rồi nhưng mà chưa ra nhau. Mình nghĩ là nó còn một con nữa các bạn. Mình thấy chỗ này nó còn đội nè, mình nghĩ là chắc cú nó sẽ còn một con nữa nha. Hiện tại là được 18 con rồi. Đây, sẵn đây là mình kiểm heo cho các bạn luôn nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, bên đây 8 con. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, đàn heo của mình 18 con. Vẫn còn nữa các bạn. Còn một con nữa. Mình đoán là chắc cú thì sẽ còn một con nữa nha. Rồi, các bạn chờ hết clip coi xem mình đoán có đúng hay không nha các bạn. Mấy đàn bên đây nè, ăn no rồi, ngủ rồi, ngủ khì hết rồi. Đó,